Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì mình và các bạn sẽ cùng trải nghiệm cái bộ trang phục gấu Bắc Cực nha mọi người. Ok, hiện tại thì mình đã có trên tay được một cái khẩu súng, sẽ là M14. Ôi, đậu xanh thật ạ, vừa chạy lên tròi vậy hả? Và ở trên cái nóc nhà 2 tầng kia thì cũng có người luôn. Căng quá công ạ, công lại bảo là không căng đi. Hello, à chạy kia rồi. Trên này cũng có này, đậu xanh. Và đây, một thanh niên đang chạy ngay giữa đường. Cái đậu xanh chạy hả em ơi? Anh em chờ xíu, mình sẽ qua ngay cái đồ bên kia luôn. Đó, thấy kẻ địch rồi nha. Hai đứa ở ngay bên đó hả? Ok, căng. Căng quá công ạ. Nhưng mà các bạn chờ mình xíu, rồi là mình sẽ chạy qua ngay. Hiện tại thì cái bộ trang phục gấu Bắc Cực này anh em có thể quay ở trong cái vòng quay Noel. Mình nhớ không nhầm là như vậy. Và anh em quay sẽ có cơ hội trúng 2 cái bộ trang phục, sẽ là người bánh gừng hoặc là gấu Bắc Cực nha. Ủa, à kia, thanh niên tại sao lại ngồi đó vậy hả? Đáng thương chưa? Không hiểu sao bạn ấy thích ngồi đó. Vâng, như vậy là mình đã có thêm được một cái khẩu súng, sẽ là súng phóng lựu M79 nha mọi người. Khẩu này thì phóng lựu cực kỳ là đã tay rồi. Nói chung là không có gì để phải chê cả, ngoại trừ là tôi chơi cái khẩu súng M79 thì hơi có gà một chút. Có dao nữa hả? Ok, mình tất nhiên là sẽ lấy dao. Cơ bản là vì dao nó đỡ đạn tốt hơn rất nhiều so với cái gậy bóng chày của chúng ta. Chỗ này thì còn thằng nào nữa hay không nhỉ? Hiện tại thì gấu Bắc Cực vẫn chưa thấy thanh niên ở đâu. Nhưng mà chúng ta cứ tìm ở trong này, chắc chắn là sẽ có người thôi. Uầy, có một cái hòm xác. Nhưng mà chúng ta lại chỉ có mỗi đạn tiểu liên và thêm một túi cứu thương. Đây chính là túi cứu thương đầu tiên luôn. Cái đậu xanh. Cái đậu xanh chạy hả? Ok, xong rồi nha. Dành cho những thanh niên thích chạy. Và ok, chỗ này sẽ là bản đồ kho báu. Nhưng mà nó thì cũng đã bị lượm rồi anh em ạ. Thế nên là chúng ta cũng thôi. Chỗ này là hòm xác của thanh niên mà tôi vừa hạ gục đây chứ đâu. Uầy, ba. Bạn này thì có cả giáp chống nổ luôn nha mọi người ơi. Nói chung là ngon. Ok, chúng ta sẽ thử chạy qua chỗ này coi. Vâng, như vậy là anh em có thể thấy được rằng hiện tại chỉ còn lại là 29 thanh niên nữa. Bây giờ sẽ là 28 thanh niên nữa ở trên cái bản đồ đảo quân sự của chúng ta. Gấu Bắc Cực thì vẫn đang tích cực đi săn người. Và mình quyết định là sẽ chạy qua cái hướng này. Tôi nghĩ là ở đây vẫn đang còn người. Hoặc là chúng ta có thể chạy lên cổng trời từ hướng này vô cùng là dễ dàng. Cơ bản là vì nó cũng thuận theo cái chiều bo nữa. Đậu xanh. Không thể ai ở đây cả công ạ. Trong khi đó thì số lượng người chơi càng ngày càng giảm đi đáng kể. Thế là còn lại có 24 đứa nữa thôi. 23 đứa này. Lúc nãy là tôi có quên mất. Cơ bản là vì cái vạch EP nó đã đầy. Nhưng mà tôi thì vẫn thích ăn thêm nấm cơ. Đậu xanh. Thấy rồi nha. Bạn ơi, vào trong căn nhà này hả? Ok, hẳn là vào trong căn nhà này. Úi giời ơi, ăn phóng lựu. Nhưng mà vẫn đang còn sống cả. Căng rồi nhá. Thêm quả nữa này. Tưởng là vẫn đang còn sống cơ. Sống bằng niềm tin và hy vọng à. Bạn này thì có thêm khẩu shotgun với lại AK. Thì mình lại không thích chơi 2 cái khẩu súng này. Với lại thì khẩu súng phóng lựu nó vẫn còn là một cái quả phóng lựu nữa. Nên là tôi vẫn cầm phóng lựu M79 nha các ông. Mình chưa muốn đổi súng tại cái thời điểm hiện tại. Ok, chúng ta sẽ lên cổng trời một chút nhỉ. Ở cổng trời này thì chắc chắn rằng là khả năng cao sẽ có nhiều mạng hơn cho chúng ta ăn. Đây, nó lại có ngay cái vùng đen gờ. Bom đang rơi. Và đã xong. M60 thì mình cũng không ưa thích nó cho lắm. Cơ bản là bây giờ cứ cầm cái combo này cũng ổn này. Bên này thì sao nhỉ? Bên này thì không có gì cả mọi người ơi. Chúng ta đang tiến đến cái phía gọi là toàn những căn nhà 2 tầng ở đây. Đó. Nói chung khu này là một cái khu trọng điểm của cái chỗ cổng trời. Căn nhà trước mặt này thì sao nhỉ các ông? Chuẩn bị là chúng ta sẽ có thêm được những cái tứ thương. Và bên dưới kia thì có người không ạ? Let's go. Xuống để chơi chúng nó luôn. Sao phải ngại gì nhỉ? Ok. What the hell, anh em thấy chưa? À kia rồi. Thấy rồi nha, thấy rồi nha. Đừng có chạy em ơi. Ủa, vẫn chạy hả? Thế thì cho ông chạy vậy. Ok. Lại có thằng nào phi xe kiểu ngáo như này nữa. Phi xe ngáo thế. Sấy luôn. Anh em cứ vác súng mà sấy những cái thằng phi xe kiểu phi xe ngáo không ạ? Rồi. Dưới này thì để coi. Mình muốn lục thử căn nhà gỗ coi. Uầy, không có gì luôn mọi người ạ. Trống trơn luôn. Đậu xanh vừa thấy chúng nó chạy xuống phía dưới. Nhưng mà bây giờ tôi chạy xuống phía dưới thì lại không thấy ai cả. Cơ bản là chúng nó có xe, chúng nó kiểu là chạy qua những cái khu khác rồi cơ. Ở đây thì lục mãi lục nữa thì cũng chỉ có thế thôi. 20 thằng nữa cả, ok. Chúng ta sẽ cố gắng ăn thật là nhiều mạng ở trong cái trận đấu này. Đậu xanh. Qua thử căn nhà bên này nhé các ông. Đây, qua thử căn nhà bên này luôn. Uầy, có 2 túng thương nữa, ngon. Lượm luôn, chẳng ngại gì cả. Và ở đây bên này thì có mìn này. Mìn nó là một cái trang bị khá là hay trong phiên bản OP12 của chúng ta, nhưng mà không hiểu sao mình thì mình rất là lười mình chơi mìn ấy. Kể cả là tường băng cũng như vậy. Nói chung là cái phản xạ dựng tường băng của mình nó không có nhanh như là các bạn. Tôi thấy là nhiều bạn chơi dựng cái tường băng nó cực kỳ là nhanh luôn. Mỗi khi là bị bắn SML, còn tôi là tôi dựng tường băng cực kỳ là gà luôn. Nên là nhiều lúc bị bắn cho sâm mặt và không kịp dựng tường băng, thế là đai luôn. Và lại phải chơi trận mới. Đây, mình đang chạy theo cái phía hướng 165. Chỗ này đây. Và đậu xanh. Không có ai cả. Một cái bầu không khí vô cùng là yên bình. Tôi nghĩ là về cái bản đồ tuyết này thì có lẽ là khi nào mà hết mùa đông chuyển qua mùa xuân thì anh em có lẽ là sẽ được chơi cái bản đồ bình thường nhé. Thật sự là với hình ảnh những cái bông tuyết nó rơi như này, không biết là anh em chơi cấu hình thấp thì nó có hiện bông tuyết rơi không. Nhưng mà nếu mà cấu hình thấp mà nó vẫn hiện bông tuyết rơi như thế này thì anh em sẽ cảm giác là nó sẽ hơi bị lag một chút. Với lại phiên bản OB12 này tương đối là nặng, nên là nhiều máy các bạn chơi nó đã lag rồi. Anh em cần nâng cấp thiết bị chẳng hạn. Hoặc là qua cái bản mùa đông này trở về bản đồ bình thường thì có lẽ là nó sẽ giảm lag đáng kể. Ok. Chỗ này hầu như là tôi vẫn chưa có thấy ai cả luôn. Cái đậu xanh tại sao mà mình vẫn chưa thấy ai cả nhỉ? Tướng hai này cũng không thấy ai luôn. What the hell. Thôi hôm nay thì cứ đi tìm vậy không ạ? Đi tìm khi nào thấy người thì thôi vậy. Gấu Bắc Cực đi săn người mà cậu. Hello, người này còn thanh niên nào nữa hay không? Hiện tại mình chưa có thấy. Lúc nào cũng chỉ là chưa có thấy thôi. Đậu xanh còn nấm 3 củ. Nhưng mà thôi, chợt nhận ra là mình đã đầy cái vạch EP và đậu xanh. À, tôi thấy rồi, ở trên cái nóc nhà kia luôn. Lại còn nằm bò nữa cả. Căng rồi nha. Ủa ơi, nó kìa công. Uầy, nó sấy tôi kìa. May là tôi ngồi xuống nhanh công ạ. Không là tí nữa là lên bảng điểm số rồi. Ăn phóng điệp em ơi. Ủa ơi, lại có cả một thằng chạy xe monster chắc qua nữa cả. Căng. Chúng ta đang đến với một cuộc chiến tay 3. Và phải nói là bạn ấy đáp liệu vô cùng là căng luôn. Ok. Đứng tạm ở chỗ này. Ghê à nha, ghê à nha. Hẳn là gạ cận chiến hả? Gạ cận chiến cả. Nhưng mà ông nên nhớ rằng là ông đang đến với cuộc chiến tay 3 nhá. 3 đứa chiến với nhau. Tôi thì đứng ở dưới nên là tôi sẽ không có lợi thế anh em ạ. Lợi thế nhất sẽ là cái thanh niên ở trên cái nóc nhà kia. Ok, bình tĩnh. Có một điều mình hơi ngại là hiện tại là mình chưa có súng tiểu liên, nên là mình chắc là sẽ qua những cái khu khác để lượm súng tiểu liên, sau đó là quay lại để chiến bạn này. Đậu xanh, ăn lựu đạn không em? Chơi gì với anh mà căng vậy? Anh lại sợ chúng quá đấy. Ok, cơ bản là căng. Căng, cái thằng trên nóc nhà kia nó vô cùng là có lợi thế luôn. Và ở bên tay trái tôi thì cũng có người nữa. Uầy, gắt như này sao chơi vậy hả không? Anh em lại bảo là không căng, không gắt đi. Thật sự là vô cùng là căng thẳng. Ok, mình sẽ qua thử căn nhà bên này với cái mong ước sẽ là lượm được một cái khẩu súng tiểu liên để chơi tạm chẳng hạn. Cơ bản là vì M4A1 thì nó lại không phải là một cái khẩu súng sấy, mà nó lại chỉ là một cái khẩu súng bình thường thôi. Nên là ok, chúng ta đã có được một khẩu súng MP40. Rồi anh em chờ xíu mình sẽ chạy qua bên kia để công nhà sau anh em ạ. Bây giờ là cứ bình tĩnh cái đã. Tuy nhiên lại dính ngay cái vùng đen gờ ngay ở đây, nên là thật sự là tình huống nó hơi bị căng thẳng một chút mọi người ơi. Ok, xuống từng một cái đá công nhỉ. Tôi nhớ là có một thằng nó ở ngay cái phía trước mặt chúng ta luôn, nhưng mà tôi lại sợ bom rơi, thế nên là cứ ở trong nhà cho nó chắc ăn không ạ. Xong là tí nữa chúng ta sẽ ra ngoài sau chẳng hạn. Đó, như thế thì nó mới an toàn được. Ok, ôi, bắn súng cả, căng nhỉ. Tôi lại sợ công quá cơ. À, hướng 15 độ hả? Ok anh em ơi, cái gì thì cũng phải từ từ nha mọi người. Bên đấy có người, nhưng mà tôi thì vẫn đang ở trong này thôi. 120, 120 có một thính vàng. Bây giờ mình vẫn đang cố gắng để canh cái thằng ở trên nóc nhà kia, nhưng mà vấn đề chính là chưa thấy nó đâu. Rồi, mình sẽ chạy qua bên đấy để chơi với nó luôn anh em ạ. Nhưng mà đấy, anh em có thể thấy được rằng là mình đang chạy cái đường vòng. Mình nghĩ là với cái đường vòng như thế này thì nó sẽ an toàn hơn rất nhiều so với là khi mình chạy thẳng. Đây, bình tĩnh. Chúng ta sẽ đến với một cái pha câu nhà ở đây. Ok, ngồi xuống. Bình tĩnh từ từ. Khi mà các bạn ngồi như thế này thì nó sẽ không có tiếng động nha các bạn, không có tiếng bước chân nha. Nên là anh em có thể là tập kích bất ngờ kẻ thù một cách nó dễ dàng thôi. Ok, ngon, mũ 3. Mỗi tội là cái giáp của tôi là nó cực kỳ là nát rồi công ạ. Giam nát quá cơ, không sao. Trên này, ủa, thằng nào chạy xe về hả? Và kia có người này, lên bảng điểm số luôn. Có một đứa đang chạy xe. Anh em cứ phải bình tĩnh đã nhỉ. Hẳn là chạy xe cơ à? Vâng, như vậy là các bạn có thể thấy ở trên màn hình. Hiện tại còn 5 thanh niên nữa và kia. Ở kia tôi đang sấy một thanh niên. Úi giời ôi, lên bảng điểm số luôn. Vâng, như vậy là còn lại có 4 thanh niên nữa thôi các bạn ạ. Rồi, ngon. Nạp đạn căng. Có khá nhiều đạn súng tiểu liên ở đây, nhưng mà cơ bản là mình cũng không cần nhiều anh em ạ. Cái quan trọng bây giờ là mình cần thêm những cái túi cứu thương. Ok, đó, vứt bớt đạn đi để lấy túi cứu thương. Hiện tại thì với 5 túi máu mình nghĩ là mình sẽ đủ dùng ở trong cái trận đấu này. Ok, 4 thằng nữa cả. Gấu Bắc Cực bây giờ là sẽ ngồi tại đây cái đã. Cái gì thì cũng phải từ từ nha các bạn. Ủa, chạy xe cả, căng. Từ từ, mình sẽ sấy xe nó luôn anh em ạ. Mỗi tội là cái xe đấy nó chạy nhanh quá, nhiều khi là anh em cũng chẳng kịp sấy nữa cơ. À kia, con xe vẫn đang ở kia. Quá nhanh luôn câu ạ, nên là tôi cũng đâu có kịp sấy đâu. Cái đậu xanh nhà chúng nó chứ. Tầm khoảng là 10 giây nữa bo nó sẽ thu lại. Ok, bây giờ là tôi phải kiếm được một cái chỗ an toàn cái đã. Xem là chỗ nào ổn. Ra đây lút xa cái đã nào. Uầy, có Ska. Ngon rồi công ạ. Tôi thấy là sấy bằng M4A1 nó không phê bằng Ska. Ska sấy nó vẫn phê nhất. Và ở chỗ bên này cũng có người luôn hả? Ok. Trước hay là mình sẽ ăn cái hộp sửa chữa giáp này. Chúng ta sẽ có giáp 4,5. Ngon. Cái giáp cực kỳ là trâu bò rồi. Ủa, chạy qua hả? Chạy qua đây hả? Chạy qua đây hả? Mũ 3, giáp 3. Nhưng mà bạn ấy vẫn đai nha. Các bạn là vì mình bắn quá bất ngờ nên là thanh niên đó đai là đúng rồi. 3 thằng nữa. Hiện tại thì mình đang cảm giác là nó hơi bị hồi hộp, căng thẳng một chút không ạ? Mình nghĩ rằng là anh em nào mà chơi đến cái đoạn như này thì cũng như vậy thôi. Đó, chỗ này mình nghĩ là một chỗ thủ tuyệt vời. Hay là ngồi hẳn lên trên cái thùng rác câu nhỉ? Tôi nghĩ là chúng ta nên ngồi hẳn lên trên nó luôn. Ok, ngồi xuống. Thủ như này thì cực kỳ là ổn rồi các bạn ạ. Mình thấy cách thủ như này cực kỳ ổn. 2 thằng nữa. Đó, gấu bất cực ngồi trong thùng rác luôn. Ngầu. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải quan sát thật kỹ để có thể tìm thấy được vị trí của 2 thanh niên kia. Ủa, cái gì vậy hả? Đây hả? Đây là có một cái bộ trang phục ác quỷ này. Một thanh niên mặc bộ trang phục ác quỷ đang ở ngay bên kia. Hình như là bạn ấy chưa có thấy mình luôn ấy. Ok, mình sẽ lên tầng 2. Bây giờ là nên lên tầng 2 không ạ? Ngồi tạm ở đây và canh. Tất nhiên là canh bạn ấy thôi, chứ còn là canh ai nữa. Ok, chạy qua hả em? Rồi, chờ xíu. Ngồi tạm trong này cái đã công ạ. Bây giờ chúng ta mà chạy qua thì chúng ta sẽ rất là bất lợi, nên là ngồi tạm trong này. Ở trong tầng 2 này sẽ là một cái vị trí vô cùng là an toàn. Nào bạn ơi, chuẩn bị chạy bo đi bạn ơi. À, dựng tờ măng để chạy bo cơ. Căng căng. Chiến thuật thế nhỉ? Chiến thuật thế nhỉ? Hẳn là chiến thuật cả. Hẳn là chiến thuật cả. Uầy, có giỏi thì solo. Xong luôn, cần nhân dấu gấp luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.